Ban biên tập chúng tôi rất vui xin được chào đón quý bà con và quý vị khán thính giả đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Các bạn mới đến với kênh hãy ủng hộ ban biên tập một like, một đăng ký để không bỏ lỡ giá lúa gạo mỗi lần kênh phát sóng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công và đạt được mọi điều mong muốn. Ấn Độ cấm xuất khẩu một mặt hàng của Việt Nam lên cơn sốt ở nhiều nước châu Á. Indonesia tăng nhập khẩu 300%, thu về hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ. Sau lệnh cấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhiều nước nhập khẩu đã phải gấp rút tìm nguồn cung mới. Các nước xuất khẩu gạo lớn khác cũng được hưởng lợi, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 99,7% về lượng và tăng 90% về kim ngạch so với tháng 2 2024, đạt trên 1,12 triệu tấn, tương đương 709,6 triệu đô la Mỹ, giá 631,1 đô la Mỹ trên một tấn. Thị trường trong nước, nhu cầu mua lúa hè thu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang nhiều. Theo đó, tại các địa phương hôm nay, các kho hỏi mua lúa khô nhiều, thương lái neo giá lúa khô ở mức cao, giao dịch ổn định. Tại Cần Thơ, giá lúa khô cao, lúa non hè thu có lượng ít. Hiện nhu cầu hỏi mua lúa hè thu nhiều hơn tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang. Tại Long An, nhu cầu hỏi mua lúa khá lớn. Ghi nhận tại các địa phương Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, gạo thành phẩm IR504 13.800 đến 13.900 đồng một ký. Gạo nguyên liệu IR504 11.350 đến 11.400 đồng một ký, tấm IR504 11.200 đến 11.300 đồng một ký, cám 5.000 đến 5.300 đồng một ký, gạo OM5451 đẹp 11.400 đến 11.550 đồng một ký. Đối với các chợ lẻ, gạo nàng hoa chín 19.500 đồng một ký, gạo nàng nhen 26.000 đồng một ký, gạo jasmine 17.000 đến 18.000 đồng một ký, gạo trẻ thường 14.000 đến 15.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 19.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo hương lài 21.000 đồng một ký, gạo sóc thường 16.000 đồng một ký, gạo sóc thái 18.500 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký và gạo Nhật có mức giá 22.000 đồng một ký. Thị trường gạo các nhà máy khu vực An Giang, gạo nguyên liệu xô tại nền IR50404 11.250 đến 11.350 đồng một ký, OM380 11.250 đến 11.300 đồng một ký, gạo nguyên liệu OM5451 Việt 11.400 đến 11.500 đồng một ký, gạo nguyên liệu OM18 Đài Thơm 8 11.900 cho đến 12.000 đồng một ký. Thị trường gạo tại kênh gạo chợ Sa Đéc, gạo nguyên liệu xô IR50404 Việt Nam 11.400 đến 11.500 đồng một ký. Nguyên liệu IR50404 Campuchia 11.400 đến 11.450 đồng một ký. Nguyên liệu OM380 11.350 đến 11.450 đồng một ký. Nguyên liệu gạo tròn 11.350 đến 11.450 đồng một ký. Nguyên liệu OM18 12.300 đến 12.400 đồng một ký. Gạo nguyên liệu 5451 11.900 đến 12.000 đồng một ký, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 12.500 cho đến 12.600 đồng một ký, gạo nguyên liệu xô ST21 14.200 đến 14.500 đồng một ký, gạo nguyên liệu xô ST24 ST25 15.600 đến 15.800 đồng một ký, gạo nguyên liệu xô Chabolica 12.100 đến 12.300 đồng một ký, tấm IR50404 11.000 đến 11.200 đồng một ký đối với hàng đẹp và cám hỗn hợp là có mức giá từ 5.200 cho đến 5.300 đồng một ký. Japonica chưa xô tách 13.800 đến 14.100 đồng một ký và nếp Long An là từ 13.900 cho đến 14.000 đồng một ký. Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Thái Lan 585 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 15 đô la Mỹ trên một tấn. Gạo 5% tấm của Việt Nam là 580 đến 590 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 10 đô la Mỹ trên một tấn. Gạo 5% tấm của Ấn Độ là 535 đô la Mỹ trên một tấn, giảm 10 đô la Mỹ trên một tấn. Gạo 5% tấm của Myanmar là 615 đô la Mỹ trên một tấn, giảm 20 đô la Mỹ trên một tấn. Và gạo 5% tấm của Pakistan có mức giá là 585 đô la Mỹ trên một tấn, giảm 15 đô la Mỹ trên một tấn. Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, OM18, Đài Thơm 8, 8.200 đến 8.600 đồng. IR50404 7.200 đến 7.400 đồng, OM5451 8.000 đến 8.100 đồng, RVT 8.300 đến 8.500 đồng, OM380 7.400 đến 7.600 đồng, OM34 7.400 đến 7.600 đồng,
ST21, ST24, ST25 9.600 đến 10.000 đồng, nàng hoa 7.900 đến 8.000 đồng, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng, nếp tươi 7.900 đến 8.200 đồng. Khu vực An Giang, OM18 Đại Thánh 8 8.100 đến 8.500 đồng, IR504 7.200 đến 7.400 đồng, OM5451 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.400 đến 7.600 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, OM34 7.400 đến 7.600 đồng, RVT 8.200 đến 8.400 đồng, ST21, ST24, ST25 9.600 đến 9.800 đồng, Cửu Long 7.400 đồng, lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng, nếp tươi 7.700 đến 8.100 đồng, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, OM380 7.300 đến 7.600 đồng, IR504 7.200 đến 7.400 đồng, ST24, ST25 9.700 đến 10.000 đồng, OM5451 7.900 đến 8.000 đồng, RVT 8.300 đến 8.500 đồng, OM18 Đại Thơm 8 8.200 đến 8.600 đồng, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng, nàng hoa 7.800 đến 8.000 đồng, Cửu Long 7.500 đồng, ML202 7.800 đến 8.000 đồng, OM34 7.300 đến 7.600 đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng, OM18 Đại Thơm 8 8.200 đến 8.600 đồng, OM34 7.400 đến 7.600 đồng, OM5451 8.000 đến 8.100 đồng, OM380 7.400 đến 7.600 đồng, RVT 8.300 đến 8.500 đồng, VD20 8.300 đến 8.500 đồng, nàng hoa 7.900 đến 8.000 đồng, Jasmine 7.800 đến 8.100 đồng, ST21, ST24, ST25 9.600 đến 10.000 đồng, Cửu Long 7.500 đồng, Tiền Giang OM18 Đại Thơm 8 8.000 đến 8.500 đồng, IR50404 7.300 đến 7.400 đồng, OM5451 7.900 đến 8.000 đồng, OM380 7.300 đến 7.600 đồng, VD20 8.000 đến 8.300 đồng, RVT 8.000 đến 8.300 đồng, ML202 7.900 đến 8.000 đồng, OM34 7.400 đến 7.600 đồng, ST24, ST25 9.800 đến 10.000 đồng, nếp tươi 7.700 đến 8.100 đồng, lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng, nàng hoa 7.800 đến 8.000 đồng, Cửu Long 7.500 đồng. Long An OM18 Đại Thơm 8 8.000 đến 8.400 đồng, ML202 7.500 đến 7.800 đồng, IR50404 7.300 đến 7.400 đồng, OM5451 7.800 đến 8.000 đồng, nếp khô Long An 9.000 đến 9.300 đồng, nếp tươi 7.800 đến 8.100 đồng, OM34 7.300 đến 7.600 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, lúa Nhật 7.700 đến 8.100 đồng, OM380 7.300 đến 7.600 đồng, RVT 8.000 đến 8.300 đồng, ST21, ST24, ST25 9.500 đến 9.700 đồng, Cửu Long 7.400 đồng, DS1 7.900 đồng, OM1352 7.900 đồng. Tây Ninh OM18 Đại Thơm 8 7.900 đến 8.100 đồng, nếp tươi 7.700 đến 8.000 đồng, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng, OM5451 7.500 đến 7.800 đồng, nếp tươi 3 tháng rưỡi 7.700 đến 7.900 đồng, OM34 7.200 đến 7.500 đồng, nàng hoa 7.600 đến 7.800 đồng, lúa Nhật 7.700 đến 7.900 đồng, OM380 7.200 đến 7.500 đồng, RVT 7.800 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25 9.300 đến 9.600 đồng, Cửu Long 7.400 đồng, OM1352 8.000 đồng và OM4900 7.900 đồng. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi và cùng chúng tôi lắng nghe chi tiết bảng giá lúa gạo. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.